giờ, ôi, bây giờ đi khám phá cái đấy thật luôn à? Đi, đi luôn, đi vào trong đấy luôn á. Không có nước luôn á. Nó sợ lửa đấy, đi. Ui, đi. Đi, đi trước đi, đi trước đi. Mày con lừa, mày đi trước đi, mày cầm mày, đi, đi trước mày, đi. Mày to thì mày đưa trước đi. Đi đi nhanh lên, ăn phá không có rồi em. Bước của em giống như cái lồng đèn vậy. Em kỳ cục thế, em đi tiêu diệt quái vật hay là em đi chơi? Ui, cái này nó. Em, cha ơi, em đưa xa xa người thằng Sáu ra, không nhỏ người thằng Sáu nó tội nó ấy. Nó khóc nhé. Bỏ mẹ em đi nha. Ui, trời nó rơi kìa em ơi. Phá không. Ăn phá đi nhanh lên. Sao em chậm chạp thế? Nhanh lên. Ui, nó cháy này. Ui, nó cháy. Tính lên thì thấy bà đấy. Không sao đâu. Em cứ đi. Đi trước đi. Ừ, đúng rồi, thuốc của em kính lắm chà ra. Không, nó nhỏ vào người của bọn anh không biết bao giờ đâu. Bây giờ có vào không? Không sao đâu, cứ để đi, cầm đi em. Ui, đi vào luôn á. Đi vào không? Ghê nhỉ. Ui, đi vào đi. Ê, có khi nào mình phải đi kiếm con bé đấy, xem nó có ở trong này hay không. Có chứ. Thôi mình cứ đi vào thử đi. Đi vào thử đi em, cái này dục mẹ. Dục đi ba. Thế tí nữa lấy gì tiêu diệt quái vật. Em cầm cái đem dính vào mặt nó không được. Oh my god, sao em mạnh mẽ vậy. Đi. Đi. Chui vào em. Ôi, nó hắn còn đốt mới đốt đấy thôi. Đi, chân này Sáu ơi. Thằng này ngu thế, chân này. Nóng, đi vào đây. Ôi, ôi. Cái gì? Đúng, đi vào để anh xem. Ôi, sợ kêu đi. Ôi, con mày con này con gì cha? Thế con này cái gì Titan á? Ui, Scooby đi Titan à? Ui, 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 em ơi, hình như ở đây là cái chỗ mà con quái vật này nó ở đây, tại vì anh nó hình như nó ăn thịt thằng Scooby đi rồi hay sao ấy, tại vì anh thấy ui màng nhện này. Ui, màng cái nhện này lâu lắm rồi đấy nhỉ. Lâu lắm luôn rồi. Lâu mà. Cái của em có soi được chó đâu mà em soi cha à, Alpha. Sáng mà. Ui, đâu. Ui đây nè mọi người ơi. Đây nè. Ui cái mặt này. Ui, trông kinh thế. Ui, đầu lâu này. Hình như ở đây là người ngoài hành tinh này. Cái này người ngoài hành tinh đấy. Anh xe tăng này. Thank you for very much này. Ui, đây khẩu pháo của thằng Security Titan này. Ui, pháo của nó cũng bị hỏng rồi này. Pháo của nó cũng bị hỏng rồi. Ôi, mấy ui, kinh thế. Tăng rồi. Sao trông đi kinh vậy. Ui, cái gì này? Giấy à? Cái này là hình như là hai con quái vật kia nó còn mạnh hơn thằng này nữa đấy. Đi trước đi em, Alpha với Sáu đi trước đi, hai em có đèn. Không, không có đi đèn trước đâu. Đi trước đi em. Ôi nhìn đi, bên dưới rùng rợn lắm. Ui, nó xây cái nó cửa đây này. Ui chà ra. Ai? Cẩn thận đi. Nó xây cái cửa rồi. Ui cái cửa này, Alpha ơi. Em Alpha em có chừng, em bảo rồi để anh đi cuối cùng cho. Em đi dễ bị bắt cóc lắm. Em đi trước đi. Sao lắm. Đi theo Sáu ơi, đi theo Sáu đi. Đi sao anh Sáu đi. Đây là vệ sinh của nó. Ui. Nhìn kinh lắm em ạ. Ôi, thì ghê đấy. Sáu ơi, mình đi chậm thôi. Cái lỗ gì này. Ui, cái lỗ gì này. Cái lỗ này. Ôi, chúng mày nó làm cái gì. Cái lỗ này. Ôi, trong này có thủng xương, ôi thế. Ui, kinh thế. Ui. Sao mà đi về được đúng không? Mình đã đi rồi, mình đi tới luôn đi em. Đi tới đi. Sợ lắm. Nhưng mà mình không vẫn đi nãy giờ mà không thấy cái con bé kia đâu nhỉ? Thì mày mà không thấy con bé đây đâu. Ui. Em ơi em đang ở đâu? Em có mạnh khỏe hay không? Trời đất ơi. Ui mày nhìn. À, anh nhớ rồi. Chỗ này là thằng Scooby-Doo thì Titan kia nó bị nằm ở đây, nó bị thiêu này. Ui đây. Đúng rồi, có đốt lửa này, thấy chưa? Ôi, ghê đấy. Đốt lửa xem nào. Này, oh my god.
cái này là kiểu phòng chơi ấy nhỉ. Ui, trong này là cái lỗ gì này anh em ạ? À, ui, để mình chui vào xem nào. Ui, đường đi mà anh. Ui, nó là, ui, nó là lối đường đi à? Anh không biết. Mày ơi, là cái này. Trời ơi, trong này ghê lắm mà. Ô, không thấy con bé đâu nhỉ? Không, vẫn không thấy con bé đấy ở đâu cả. Đây là đúng là con bé rồi. Ui, đê. Hay là thế? Lỡ con bé bị sang rồi. Không, không, không được. Không được, không phải như vậy đâu. Không phải như vậy đâu. Anh, không phải như vậy đâu. Chắc cả. À, có khi nào cái cú này là bọn mình phát hiện ra rồi nên nó chuyển chỗ. Đúng rồi. Hay là nó chuyển chỗ rồi. Đúng rồi, nó chuyển chỗ rồi đấy. Tại vì không có thằng ngu nào mà nó ở lại cái chỗ mà người ta biết được đâu, đúng không? Không có thằng ngu nào như anh bảo mà lại tắm trên một dòng sông hai lần đúng không? Đúng rồi đấy, nhưng mà cũng đúng. Đúng rồi mà. Đi 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 đi. Cho thằng Sáu đi trước, cho thằng Sáu đi trước, tại vì thằng Sáu có lửa. Cho thằng Sáu đi trước. Lùi lại đi các em ơi, lùi lại đi các em ơi. Ui. Đi đi cha. Đi đi. Ui. 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 Sợ thế. Ui, các em đi chậm chậm thôi. Ui, cái này là cái gì này? Hình như cái này là đâu? Ui, đâu? Ui, cái sợ gì? Ui, cái gì đấy? Phakarama gì đấy? Hình như tính tay tính. Ui, tính tay. Ui này, thịt cứt. Không phải thịt. Ui. Em đi thử đi, ra thử. Ui, trong này tối thế. Trời, tối là bên kia đó cô. Ui, dấu hết đồ ăn rồi. Đâu? Đâu, mất. Ừ, đây dấu hết đồ ăn này. Tại vì giấy lau mồm đấy các em ạ. Ôi, vậy cái ổ này của nó ở đây lâu lắm rồi anh nhỉ. Ui. Ui, các em ơi. Tại sao? Các em thấy gì không? Tại sao lại có cái khoảng trống như thế này, hình kiểu như đặt mộ vào ấy. Ôi trời. Đúng không? Ở đấy như kiểu là có gì sao ơi. Đúng không? Anh nói đúng không? Ơi, kinh lắm. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Cái gì này? Kinh lắm anh ơi. Ủa ơi. Cái nắp chai. Nắp chai mà bị áo à. Anh nghĩ cái này là một cái mộ đấy mọi người ạ. Tại vì nó có, tại vì có một cái ô như thế này này. Đấy, kiểu như đặt vừa cái mộ xuống luôn thôi. Anh em mình rút lui thôi, không thấy, không thấy nó rồi. Đi kiếm chỗ khác, đi kiếm chỗ khác. Đi 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 đi. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Ui. Ui này. Ui. Sợ chưa? Ui. Ui, thằng kỳ sơ QBD Tita này ở đây mạnh khỏe nhá. Nhớ ở đây nhá. Ui, hình như đây có cả kim tiêm này anh em ạ. Có cả kim tiêm này. Ui, kim tiêm này. Đợi anh một tí. Anh mới thấy phát hiện lạ. Có cả kim tiêm. Ui. Ui. Ui, đi thôi, đi thôi. Đi kiếm chỗ khác thôi em ơi. Kinh khủng quá. Đi chỗ khác tìm nó đi. Đi kiếm chỗ khác thôi, tại vì chỗ này không có. Ôi. Ôi, anh thấy rồi, anh thấy rồi em ơi. Anh thấy rồi. Ôi, anh thấy nó rồi. Bọn nó kia kìa, má ơi. Ôi. Ôi, nó trói mà bé như con lợn đấy. Lên đây em ơi, lên đây em ơi. Ôi, ôi kìa. Ôi mọi người ơi, giải cứu cho con bé đi. Ui, nó đang làm gì con bé đấy em ạ? Nó đang làm gì con bé đấy? Cháu ơi. Cái bọn nó ác thật nhỉ? Ác thật đi. Con bé còn đi đuổi nó treo lên. Nó đi cúi xuống, cúi xuống, cúi xuống. Cúi xuống nấp đi em ơi. Nấp xuống, nấp xuống Alpha. Ui, bể phải làm sao đây? Alpha ơi, em có phương án nào không? Em đang cầm cái chó gì thế? Cờ. Lá cờ à? Lá cờ, mình chịu thua thế đấy. Ủa, chịu thua là màu trắng mà. Tại sao lại màu đen? Em phải cứu con bé đấy đi. Em phải cứu. Nó là em mà. Nó là em mình mà em. Nó là hàng xóm mình đây. Ui, nó đang múa may cái chó này. Ui, nó đánh bé kêu cứu kìa. Con bé kêu cứu kìa. Ôi dồi ôi. Hay là thế. Núp xuống, núp xuống, núp xuống. Bò xuống, núp xuống. Núp xuống, núp xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Núp đi, núp đi. Alpha ơi, cẩn thận đấy.
cẩn thận đấy em ơi. Ui mọi người ơi. Ui ui này. Thôi toàn rồi. Ôi con bé này sắp bị nướng rồi anh em ạ. Con này bé này sắp bị nướng rồi. Tại vì mình thấy nó treo lên, nó treo cao lên như thế. Đấy. Ui nó còn đốt lửa nữa kìa. Ui nó còn đốt lửa nữa kìa. Ui. Ui. Lửa kìa. Ui. Bây giờ ta phải làm sao đây em ơi. Hình như nó định ăn thịt con bé ơi. Định ăn thịt cơ á. Anh... Có khi nào ăn thật không? Ô bọn nó ăn phang nhỉ, biết nướng nên ăn cho nó thơm rồi đấy. Đúng rồi đấy, thoang rồi. Ôi, nó tí rồi, người con bé kìa. Ui, chắc con bé nó nóng lắm đây. Nhưng con bé mất rồi sao á, trời ơi. Trời ơi, nó cầm cái lửa kia như lồng đèn đấy. Nó đốt cái cây này lên thơm vãi. Kiểu như mùi, kiểu như mùi nhang khói, kiểu như bị cắm người chết thế. Ôi anh ơi, kỳ cục vẽ, kỳ cục vẽ. Ui dồi ôi, anh nói thật mà, cái cây này nó đốt thơm thật. Kinh vãi, anh phải, anh phải trốn trốn đi một tí. Ui, con nó bắt anh chết. Ôi, oh my god. Em ơi, bây giờ phải làm sao đây nè, cái này phải làm sao đây. Mình có mấy người thôi. Mình đi về mình cầm dao với này, cầm dao. Mình đi có... cầm đũa ra mình ăn chung với bọn nó. Mình bốn. Em mày tí nữa lỡ nó thêm người nữa. Ừ, lỡ thêm người chứ làm sao. Mà em không chịu đánh nhau với nó, em cứ chạy quanh nó bắt cóc em cho. Em phải đánh nhau mạnh mà cơ, em có được thừa hưởng sức mạnh của bố em và của anh bốn cơ mà, em mạnh như thế cơ mà, em lười đánh nhau thế. Ôi, anh sợ quá. Ui, anh sợ quá. Không, anh nghĩ là con bé vẫn còn say đây. Vẫn còn sống đây. Ừ, nó vẫn còn tỉnh. Nó chưa toang được. Ui, nó vẫn cầm đầu cái con kia kìa. Hay lắm em ơi. Cầm đầu dứt mẹ mạnh, vứt mẹ đầu nó đi em ạ. Ui. Ui, mình sẽ soi đèn nó nha. Ui. Ui. Ui đây 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 đây. Ui. 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 Nó biết đấy. Ui. Con kia nó làm gì kìa. Ui nó biết đấy. Ui. Ui. Con kia nó làm gì kìa. Ui con kia nó làm gì kìa. Ui mình phải tắt đèn đi không nó bắt mình mất. Ui nó chuẩn bị. Ui nó đổ cái nước con tính. Ê, nước gì kìa. Nó chuẩn bị đổ một cái dung dịch gì đấy. Tên khoa học của nó gọi là vũ khí hạt nhân. Nó gọi là anh không biết được, anh phải đến gần lại xem đã. Ôi ôi. Hình như là nước đái của nó hay sao ấy. Tại vì anh thấy nó vàng vàng. Nó cứ có cái mùi. Ừ. Nước kiểu ui. Mấy cái chai kìa. Ui. Ui tự nhiên sao lại nó ném qua đây nhỉ. Ui. Ui sao lại nó ném qua đây ra. Ui nó đốt kìa. Ui. Ui lên đây em ơi. Lên. Ui. Ui. Cái gì đấy? Ui sợ quá, anh đi về đi. Đi về đi. Trời ơi, đi về đi. Được. Đi về đi em. Không được, cứ đi về con bé cái tìm sao. Ui kìa. Con bé chứ anh nhá. Ui kìa. Con bé vào trong đó tự bỏ đấy vậy. Ui em ơi. Bọn kia, mày quay mặt qua đây coi. Tao chụp cái hình nào. Ui nó đốt lửa kìa. Ui. Nó đốt cái cây của con bé kìa. Ui. Ui, nó đốt cái cây của con bé kìa em ơi. Em phải làm sao đây. Ui. Anh ơi, đừng để em gì con bé kìa. Ui, anh ơi, đi lại. Nó nướng rồi. Đây. Kìa. Mày thả ra không? Mày thả ra không? Ui. Alpha, đánh nó đi để anh con này cho. Ui. Mày lắm em ơi. Ui.
Sáu ơi cẩn thận đi Sáu ơi. Sáu ơi cẩn thận. Sáu ơi cẩn thận đi em ơi. Cẩn thận đi em ơi. Ui cẩn thận đấy các em ơi. Ui. Lấy mất áo à? Em phải lấy áo lại chứ. Em cứu con bé đi kia. Cứu con bé đi. Ui cha ra ơi, phải làm sao đây? Ui kìa. Chị làm gì? Ui này, em ơi, em ơi, em ơi, dậy đi em ơi. Ui. Đúng rồi, đánh nó đi anh Pha. Đánh vào mặt nó anh Pha ơi. Ui, công năng ba. Ui này. Cứu nó đi. Đúng rồi, lên gối. Lên gối đánh nó đi. Ui, mày à. Ui, Sáu ơi. Ui Sáu ơi. Ui. Ui Sáu ơi, con lợn này. Mày dám đánh ta ra. Mày biến đi. Con lợn này. Mày làm mất tao ra hả? Đúng rồi em ơi, đánh nó đi. Ui, đánh nó đi. Alpha ơi, chơi nó em ơi. Ui, Alpha ơi. Mày thích làm sao? À, cái con quái vật này. Ui, chà đá ơi, em cẩn thận đây. Đúng rồi. Ui. Cẩn thận đi em ơi. Em mới bắt bị một lần rồi, em sâu sùng nhé. Con yêu quái này. Cái con yêu quái này. Mày. Đúng rồi anh Pha ơi. Chơi nó đi. Cẩn thận đây. Mày thích làm sao? Hả? Con yêu quái này, mày thích làm sao? Hả? Cái con yêu quái này. Cẩn thận đi em ơi. Chạy đi. Mày thích làm sao? Hả? Con quái vật này, mày thích làm sao con quái vật này? Mày con quái vật này. Anh Thảo ơi. Mày con quái vật này. Ê, nó bóp anh. Con quái vật này, mày tính làm gì? Mày sàm sỡ tao à? Hả? Mày bóp của tao à? Ui em ơi, chạy đi. Chạy đi cháu. Nó có lửa. Ui, nó có lửa. Ui, nó đang lắp đầu đạn hạt nhân kìa các em ơi. Ui, mày làm đất đất tao rồi, con đánh con này. Ui, ngoài kia kìa, các em thấy gì chưa? Ui, mày. Ui. Oh my god. Mày, con kia mày nhìn vào đây xem nào. Ui, mày thích làm sao? Anh Thảo ơi, chiến đi em ơi. Ui. Đúng rồi em ơi. Ui. Đánh mạnh vào. Ui. Mày thấy mày có lửa mà mày oai à? Mày lại đây. Ui, nó đánh đau lắm. Con này nó không biết cái gì đâu. Ui, nó có lại có lửa nữa này. Ui.
Ôi. Mày liều thế, mày liều mạng thế. Ui ui, nó đánh anh ơi. Bảo vệ anh. Bảo vệ anh cameraman đi. Ui. Các em ơi, cố lên. Mày cái con này. Nó đánh anh nhá. Ai à, ai à. Mày đừng có tranh thủ đánh tao nhá. Ui kìa. Nó kìa. Mày như mày. Các em ơi, mình phải chạy xuống thôi. Chạy xuống đây. Rút lui. Em ơi, chạy vòng xuống đây, đúng rồi. Em chạy về luôn đi cũng được. Ui. Mình phải chạy xuống đây, chứ không nó ép mình lên kia nó mai phục mình đấy. Ui, anh ơi. Ui. Bác ơi, giải cứu cháu đi. Con này nó đánh cháu này, bác ơi. Giải cứu cháu. Ui, các em ơi. Thằng Sáu đâu rồi? Thằng Sáu đi đốt đuốc rồi. Mày, sắp ta sắp có lửa rồi. Bọn ta sẽ đánh mày. Bọn ta sẽ tiêu diệt mày luôn. Ui, nó đánh anh đây. Ui. Chị ơi, bọn này nó đánh em này. Bác ơi, bọn này cái đánh cháu này. Bác giải cứu cháu đi. Cháu ơi, đốt nhanh lên cháu ơi. Ui, nó đánh anh này. Ui, nguy hiểm quá. Đúng rồi, tấn công đi, tấn công đi em ơi. Ui, tấn công đi. Đúng rồi em thôi, cẩn thận. Anh hai cẩn thận đi em ơi. Cẩn thận đây. Ôi. Mình phải đi giải cứu Alpha mới được. Ui. Chạy đi Alpha ơi. Mày à. Chạy đi Alpha chú chị cho đá kìa. Chạy lên đây. Ôi. Ủa mày xong rồi, tao có đuốc rồi nhá. Này, còn tao có hai cái mà mày nghĩ mày không cái được sao hả? Mày làm sao? Ôi, em ơi. Ôi. Tao có hai cái mày bị sợ tao rồi. Đúng rồi. Ui, đánh nhau mạnh lên. Ui, hay quá Sáu ơi, em mạnh mẽ quá Sáu ơi. Ui, hay quá Trà Đa ơi, em đúng là con sư tử của anh. Đi cục kết. Ui, mày con. Ui, coi chừng ấy. Mày đi, ui, có chừng nó vang vào mặt nhau đấy, Sáu. Mày dám chạy à? Mày chạy sao được? Đúng rồi, sư tử ơi, săn nó.
sư tử ơi, Sanh nói em ơi. Sanh ơi.